Hi, xin chào tất cả mọi người. Mình là Trần Vân Anh, biệt danh là Cụ Đỏ của hệ thống Đông Y Phụ Đức, và mình thuộc team rồng do giám đốc Nguyễn Hiền là người thủ lĩnh. Trong cái mình có tham gia một những ngày vừa rồi thì mình có tham gia một khóa học gọi là cái khóa học sát thủ bán hàng của chị Nguyễn Hiền. Của chị Nguyễn Hiền hay còn có một cái Facebook khác ở đó là chị Tùng Lâm. Chị đó. Thế thì mình ấn tượng nhất trong cái bốn buổi học thì mình ấn tượng nhất cái buổi học ngày hôm qua, đó là buổi bốn của lớp sát thủ bán hàng, với cái nội dung là live stream những cái vấn đề, tất cả những cái vấn đề liên quan đến live stream, làm như thế nào để là khi mà mình live stream thì mọi người sẽ thu hút được mọi người này đó. Và trong đấy có một cái nội dung vô cùng hay, vô cùng tâm đắc, mà nó dành cho tất cả mọi người vợ. Nó dành cho tất cả mọi người vợ. Và đó có nội dung là 21 ngày làm vợ. Đấy, thế thì 21 ngày làm vợ là như thế nào? Đấy, thì đấy trong đấy có một cái điều rất là bí mật. Đấy là làm như thế nào để phụ nữ chúng ta làm cho mình sống hạnh phúc hơn, làm cho chồng của mình yêu mình hơn. Đấy, thì mọi người có thấy tò mò cái nội dung đấy không? Một ngày nào đó thì Vân Anh sẽ chia sẻ với tất cả mọi người cái điều tuyệt vời đấy nhá. Mọi người có mong chờ không ạ? Nếu như mà mong chờ điều đó thì hãy comment giúp Vân Anh là mong chờ nhá. Chào đón chia sẻ của Vân Anh nhá. Cảm ơn mọi người đã theo dõi cái livestream này của mình. Và em thông qua cái video này thì em cũng rất là cảm ơn chị Hiền, người chị cả tuyệt vời của team rồng. Một người thủ lĩnh vô cùng là tuyệt vời bằng tình yêu thương. Em cảm ơn chị nha, một cái khóa học rất là tuyệt vời, và em sẽ rất là mong chờ những cái khóa học tiếp theo của chị nữa. Bạn nào muốn tham gia thì nhớ là theo dõi cái Facebook này của Vân Anh nha. Vân Anh sẽ thường xuyên cập nhật những cái thông tin về các khóa học cũng như là về cái học viện của chị Hiền sắp mở trong cái tháng 6 2016 này. Cảm ơn mọi người đã theo dõi cái video này nha. Bye bye.